Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Trong quý 1 năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái đã lãnh đạo thực hiện 11 trên 77 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đạt và vượt, 15 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, đã hoàn thành 16 trên 286 nhiệm vụ. Trong đó nổi bật là giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1.080 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 16,5 triệu đô la, tăng 26,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 177,3 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng đô thị thông minh, nâng cao chỉ số hạnh phúc, an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong quý 2, Đảng bộ thành phố Yên Bái tăng cường triển khai các nghị quyết, đề án chuyên đề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 2.300 tỷ đồng. Hội nghị đã quán triệt quy định số 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, quy định số 16 của tỉnh ủy về thực hiện văn hóa đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái, đồng thời thông qua các báo cáo thực hiện công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Quý 1 năm 2022, trong tổng số 42 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, thị xã Nghĩa Lộ đã có 11 chỉ tiêu đạt cao, như tổng đàn gia súc chính đạt trên 59.000 con, bằng 94%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 102 tỷ đồng, bằng 28% kế hoạch. Số lượng khách du lịch là 55.600 lượt, bằng 29%. Thị xã tiếp tục linh hoạt thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong tình hình mới, tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh tham gia tiêm chủng vaccine mũi 3 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi và tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Chuẩn bị tổ chức thành công chuỗi các hoạt động trong lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2022. Trong công tác xây dựng Đảng, thị ủy Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả chỉ thị 05, thực hiện nghiêm túc kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế chỉ ra sau kiểm điểm năm 2021, thực hiện tốt công tác tổ chức kiểm tra và công tác dân vận. Quý 2 năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương, tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc, giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn, nhất là các công trình phát triển quỹ đất dân cư. Tại hội nghị đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ủy, thị ủy thông qua đề án của thị ủy về xây dựng trung tâm chính trị thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn mức 1 giai đoạn 2021-2025.